và các bạn, ta đang đi trên đường Nguyễn Tri Phương, quẹo qua đường 3 tháng 2 vòng dưới hai tổ. Bây giờ là 5 giờ chiều, cảnh người Sài Gòn giờ tan tầm. Đây là đường Lý Gia Tổ này. Hôm nay là có ngoài bệnh viện Di Động. Mòn răng.
Ngài đứng được phải không? Dạ. Ngài đứng được phải không? Hết dạ. Tay chân phải không? Cái chân á. Thấy bóng tê như ngày nào luôn chứ. Dạ. Có bữa đi ngang thấy ông bó cái chân nay không thấy bó nữa, nghĩ chắc hết rồi. Chân nó đau. Ủa bán mấy giờ về? Chứ không phải là đủ số, đầy tiền, đầy túi rồi về. Tùy theo sức khỏe của mình. À. Chủ yếu ban đêm thôi mà. Thôi hả? Ban đêm là quán nhậu nữa hả? Không, không, một mấy cái chỗ họ ăn chơi á. À. Ăn chơi như ở đâu ta? Không biết luôn á, đó giờ mới biết vụ này luôn. Chỗ quán bar đâu hả? Ủa này tối đẩy về quận 1 hả? Quận 1 phải khuya kìa, chứ qua sớm chứ. À. Họ phải bèo, phải 1 giờ nó đi. À. Em có bị đứng đầu. Ủa ngày bán 100 cây không? Hơn chứ hả? Ngày mà đi bán 80 cây là thấy là mệt nghỉ rồi đó. Đi tới sáng á. À. Bây giờ cho 80 cây nó nhiều lắm chứ không giỏi đâu. Người buôn cây ăn cả nhà ăn luôn. Còn bà xã không đi bán hả? Hay đi hướng khác? Còn mới đẻ mới có mấy tháng mà bán cũng gì. À. Có chiều cài dữ hả? Ủa tối anh về đâu? Thành Phú. Thành Phú. Cây lớn là nhiêu cây anh? 20 à. $20,000 một cây mía thôi. Gỡ tiền á. Gia đình bán này luôn đó. Gia đình đó. Bữa anh nói. Bữa nay có nào? Bên phía vợ. À bên vợ bán. Mấy chục năm luôn. Vợ là mấy chục đó, mấy chục đó. Ghê được. Tưởng đâu bán này. Mới ra tôi cho còn cái vợ mấy chục đó. Mới tưởng đâu cái nghe cái này là bán theo phong trào, mùa này bán này, mùa kia bán kia, vậy là bán suốt xuyên suốt luôn. Quanh năm. Quanh năm. Thank you.
chị các bạn trong những video tiếp theo nhé. Và đừng quên bấm đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tại vì tới khúc này đường cũng đông quá, tắt máy cho nó